Trời ơi, bữa nay chị đi vào Hồng Loan về nước, cái sau đó thì chị Cảnh có mua hoa ra sân bay để mà tặng cho mấy chị, tặng cho chị Ni nè, chị Hồng Loan nè, chị Bình Tinh nè, chị Mai Ca nè, là bốn người. Thì mình thấy là mấy chị đi biểu diễn ở bên đó thành công quá dữ dội, được mọi người yêu thương. Thì mình ra mình đón thì ví dụ như mà không có tặng hoa đâu đó thì chị Cảnh cảm thấy như là nó bị thiếu thiếu cái gì đó, cho nên là chị Cảnh mới mua hoa để giống như cổ vũ tinh thần đó mọi người, giống như hoa hậu đồ này nọ về nước thì thấy mọi người cũng tặng hoa rồi đó, thì chị Cảnh mới mua hoa ra ngoài sân bay để mà tặng mấy chị. Thì fan của mấy cái má kia đó, mấy cái đứa mà anti-fan đó, nó nhảy dựng lên. Trời ơi, đứa nào đứa nấy nó nhảy dựng lên, nó kêu Chí Cảnh nịnh nhục quá, Chí Cảnh ơi nịnh nhục quá. Rồi tôi thấy có cái gì nhục không? Tôi tặng bông mà tôi có làm cái gì đâu mà nhục mấy má. Trời ơi, tôi có quay xe đâu, quay xe mới nhục mấy mẹ. Quay xe mới nhục, còn tặng bông là bình thường nha, đúng không tin ba miền? Đúng rồi, Tặng bông mà có gì đâu nhục, trời, tặng bông tốn tiền thấy bà nội luôn, có gì đâu nhục. ba bốn xịn đi chứ. Tặng bông là thể hiện cho một cái sự tinh tế, tại vì phụ nữ là người ta rất là thích hoa, thì tôi tặng hoa mà dễ dựng lên. Trời ơi nhục quá, Chí Cảnh ơi nhục quá, có gì đâu mà nhục, có cái gì mà nhục. Trời ơi, tôi mua hoa ra rồi tặng cho mấy chị để khích lệ tinh thần, tại thấy cái buổi biểu diễn, cái chuyến lưu diễn quá thành công tốt đẹp thì mình muốn ủng hộ thêm tinh thần mấy chị thôi. Nếu như mà không có hoa đó thì Chí Cảnh cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, đúng không? Cho nên là Chí Cảnh mới tặng hoa. Mà mọi người làm quá, với lại mọi người có hiểu một cái vấn đề không, là Chí Cảnh cũng sắp về quê rồi, cho nên Chí Cảnh nghĩ rằng cái cơ hội để mà được tặng hoa nó rất là ít đó mọi người. Mình đâu còn ở Sài Gòn nữa mà mình có thể thường xuyên gặp mấy chị tặng hoa, cho nên là lần này là Chí Cảnh mới quyết định là mua hoa đó, mua số lượng lớn luôn đó, rồi tôi đặt trước luôn á mọi người. Thì thật sự mà nói thì nói nịnh á, thì không có nịnh nha. Nói nịnh là không có nịnh, tại vì Chí Cảnh nghĩ rằng mình cũng không có giống như kiểu ngay từ đầu mình tiếp cận thì nói nịnh, đúng không? Còn bây giờ là mọi người cũng đã biết quá nhiều về Chí Cảnh rồi thì nịnh cái gì, đúng không? Không có nịnh. Nhưng mà dù cho có nịnh đi chăng nữa thì cũng ok. Nịnh một người tốt như chị Ni giúp đỡ mọi người thương tất cả anh em YouTuber như những đứa em của mình thì nịnh có sao đâu. Nịnh một người thương mà mọi người mà hòa đồng dễ thương giống như chị Ni thì nịnh chị Ni có sao đâu. Mà nhảy dựng lên vậy, tôi nịnh chị Ni thì có sao, không lẽ bây giờ tôi nịnh cái bà dê. Trừ khi nào mà tôi đi qua bên nhà bà dê đó tôi nịnh bả đó thì mọi người nói, hoặc là tôi nịnh bà Bảy Màu đi rồi mọi người nói. Còn cái này tôi có nịnh mấy má đó đâu, tôi nịnh chị Ni cũng được nữa. Trời ơi, chị Ni trao cho Chí Cảnh rất là nhiều cơ hội để Chí Cảnh có thể mọi người biết tới Chí Cảnh nhiều hơn. Bây giờ Chí Cảnh đi ra ngoài rất là nhiều người biết Chí Cảnh thì nịnh một người như vậy cũng được mà. Người ta giúp đỡ mình như vậy thì mình nịnh có sao đâu trời, đúng không? Nó có cái gì đâu mà sao mà nhảy dựng lên từng hồi vậy trời. Rồi nịnh chị Hồng Loan cũng được, cũng bình thường luôn, tại vì thứ nhất là chị Hồng Loan là rất là may mắn là con của một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, con của một ông hoàng cải lương rất là nổi tiếng thì nịnh một cái người như vậy cũng được. Thứ hai nữa là chị Hồng Loan là đang được có được hào quang chiếu sáng thì tôi nịnh Hồng Loan, nhiều khi mai mốt Hồng Loan mời tôi hát chung thì sao? Nhiều khi mai mốt Hồng Loan mà ra MV rồi rủ Chí Cảnh chị em ơi, hai chị em mình hát một bài để kỷ niệm thì sao? Thì tôi phải gán tôi nịnh chứ sao bây giờ mà ý kiến ý còn cái gì rồi kêu hả Chí Cảnh đứng khép nép đồ này nọ đồ nhục quá rồi. Chứ bây giờ tôi nhảy vô tôi sáp sáp vô thì nói tôi là tài lanh rồi nói tôi nịnh thì tôi cũng dè ra, tôi sợ mang tai mang tiếng nói tôi nịnh tôi dè ra tôi đứng nép một bên cũng nói tôi là thế này thế kia đồ. Trời ơi, tôi sáp vô thì kêu tôi mặc giày rồi bây giờ tôi né ra một bên như vậy thì cũng cũng nói nữa sao mà khó khăn quá vậy, anti-fan gì đâu mà khó ăn khó ở quá vậy mẹ. Cái gì vậy? Đâu rồi, khó ăn khó ở mua qua anh Thảo nè mẹ. Mấy cái má mà anti-fan đó, già nua đó, mấy cái má mà anti-fan mà lớn tuổi già nua đó. Mua qua anh Thảo tăng cường nội tiết tố nữ nha. Cái này rất là tốt dành cho những chị em nào khó ăn khó ở, da nám, mặt nám, tàn nhang, mụn. Rồi thêm nữa là chu kỳ đồ này nó không có ok la đó, khó ăn khó ở, thiếu hụt nội tiết tố nữ, quất cái này liền là trời ơi da nó đẹp không tì vết, mà đặc biệt là nó cũng
chống rụng tóc rồi làm cho cái quá trình mà bạc tóc nó chậm lại rất là ok. Ai mà bị đồi mồi á, có nghĩa là da mà bị đồi mồi, uống cái này vô một cái là rất là tốt luôn. Cái này là 100 viên 750.000 qua anh Thảo của Mỹ nha. Má nào khó ăn khó ở thì uống cái này vô liền, ủng hộ Chí Cảnh nè. Số Zalo 0938 38 6787. Chí Cảnh xin đọc lại nha, 0938 38 6787. Cho nên đó là mấy má kia tôi nịnh thì có sao đâu trời, nịnh một cái người mà cho mình rất là nhiều cái cơ hội để mình phát triển thì nịnh như vậy được không Tinh Ba Miền? Được anh. Giống như kiểu em Được, á, muốn sao em mình nịnh mà có cái người đỡ đầu cho mình thì mình cũng đi theo, mà mình kiểu mà mình đi theo mình ok thì có sao đâu trời nha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Ba Miền nha mọi người, tội nghiệp nha. Kênh Ba Miền thì view rất là ít luôn á mọi người, view hơi bị thấp đó, cho nên là Tinh Ba Miền cũng đang cố gắng là đạt tới cái mốc là 20.000 người đăng ký, đang 18, 19 gì rồi. Mọi người ơi gán cho Tinh Ba Miền 20.000 đi. Tại vì Tinh Ba Miền á mọi người có biết đó, khi mà Chí Cảnh đi ra sân bay là Chí Cảnh là giống như kiểu Chí Cảnh là người nổi tiếng mà, Chí Cảnh đâu có cầm máy rồi chạy chạy đi theo được. Cho nên là Chí Cảnh ngồi sang chảnh, ngồi kêu xa, cho nên là anh Tinh Ba Miền là quay cho Chí Cảnh đó. Cho nên là mọi người thương anh Tinh Ba Miền thì nhớ đăng ký nha, fan của Chí Cảnh tràn qua bớt đi trời, tràn qua ủng hộ ảnh cái rẹp cho ảnh lên 20.000 coi, để mà khích lệ tinh thần ảnh cũng như là trả cho ảnh cái ơn, cái công ơn á mọi người. Tại vì Chí Cảnh đi ra sân bay thì mọi người cũng biết rồi đó, Chí Cảnh là cũng cũng sang chảnh mà, sang chảnh sang trọng, cho nên là cũng không có chạy chạy đi quay mà ngồi một chỗ. Thì anh Tinh Ba Miền ảnh quay đó, rồi Chí Cảnh mới đưa cái máy của Chí Cảnh cho ảnh quay giùm Chí Cảnh luôn đó mọi người. Cho nên là mọi người thương ảnh thì đăng ký cho ảnh nha. Đồng thời thì mọi người nhớ vào cái kênh mà Trịnh Chí Cảnh, mọi người vào cái kênh là Trịnh Chí Cảnh nha, đăng ký giùm Chí Cảnh. Chí Cảnh sắp được 4.000 người đăng ký rồi, mọi người vào đăng ký. Và Ok. tiếp theo Chí Cảnh có một cái thông báo rất là quan trọng là hiện tại cái fanpage á, có nghĩa là Facebook á, mọi người vào Facebook mọi người search chữ Trịnh Chí Cảnh TV, Trịnh Chí Cảnh TV nha, nó sẽ ra cái fanpage. Thì cái fanpage đó Chí Cảnh đã mới được bật kiếm tiền luôn, và trên Facebook đó là cái fanpage duy nhất mà Chí Cảnh được bật kiếm tiền trên Facebook. Thì mọi người vào mọi người bấm vô cái nút follow giùm Chí Cảnh theo dõi đó, rồi mọi người share giùm nha. Facebook bây giờ cũng được luôn rồi, coi như là thời tới cản không nổi luôn đó, thời tới cản không kịp đó nè. Bây giờ nè, trên Facebook thì mọi người search cái chữ là Trịnh Chí Cảnh TV, rồi mọi người bấm theo dõi, mọi người share giùm clip giùm Chí Cảnh nha. Còn ở trên YouTube á, thì mọi người bấm chữ Trịnh Chí Cảnh đó, Trịnh Chí Cảnh, rồi follow giùm tôi đi. Tôi nhiều nguồn thu nhập đó, để mình trời ơi có ai làm gì tôi đặng tôi mới có tiền mà tôi dập lại chứ, đúng không? Cho nên là mọi người ơi, ai mà thương Chí Cảnh đó, thương cho thân phận nhỏ bé mà bị chèn ép, bị ăn hiếp đó, thì mọi người nhớ ủng hộ Chí Cảnh nha. Mọi người cố gắng đi, fan trung thành của Chí Cảnh đâu hết rồi, vào ủng hộ Chí Cảnh nha mọi người. Quay trở lại với cái câu chuyện mà ngày hôm nay thì chị đi có nói về cái việc mà những kênh YouTube á, mà nếu như mà trong trường hợp mà có lên tiếng á, mà bị giống như kiểu mà bị người ta thưa kiện gì đó, thì chị đi sẽ giúp đỡ trong cái việc sẽ thuê luật sư để mà hỗ trợ, đúng không Tin Ba Miền? Đúng rồi anh. Hồi nãy chị đi nói sao? Thì nên nói kia là nếu anh em mình qua YouTube mà có khó khăn mà kia bên phía bên kia á, mà kiện lại á, cũng như là bôi nhọ là các anh em tốt là chị nên sẵn lòng ra giúp đỡ nhanh cái cảm giấu gì qua. Có nghĩa là những kênh YouTube á mà bị những cái người bên kia, những cái người quay xe rồi những cái con mà ve rồi đó, nó thưa nó kiện đó, mà nó nói không đúng sự thật rồi đó, thì chị Ni sẽ hỗ trợ cho trong cái chi phí mà thuê luật sư rồi đó mọi người. Cho nên là chị Ni là một cái người rất là thương cho anh em YouTuber, thương cho mọi người, thương ai cũng thương như vậy. Thì hỏi sao mà mình không nịnh, trời ơi mình nịnh chị Ni thì mình được nhiều thứ lắm, đúng không? Chứ bây giờ mày kêu nịnh ai, mọi người thử nịnh coi có được không, đúng không? Mình nịnh mà được trọng dụng, được yêu thương thì cũng được, đúng không mọi người? Cho nên là dạo gần đây thì không biết là má nào mà phó Chí Cảnh quá trời quá đất, để cho cái anti fan tràn vô hả, comment quá trời. Nhưng mà cuối cùng thì Chí Cảnh cũng xin chân thành cảm ơn những cái anti fan đó, và cảm ơn cái người phó Chí Cảnh nha. Tại vì càng phó như vậy thì mọi người tràn vô kênh của Chí Cảnh đó, để lại nhiều comment thì giúp cho cái video của Chí Cảnh được nhiều tương tác, mọi người biết tới nhiều hơn, được đề xuất, và Chí Cảnh cũng có tiền. Chí Cảnh rất là cảm ơn luôn mọi người. Ban đầu thì Chí Cảnh cũng cảm thấy rất là khó chịu với những cái lời nói mà không có đúng về mình, rồi những cái lời nói mà coi như là cố tình đó mọi người. Nhưng mà bây giờ thì Chí Cảnh đã coi như là đã cân bằng được rồi, mình cảm thấy rất là thoải mái luôn mọi người. Cứ vào comment đi, vào comment, vào xem thì Chí Cảnh có tiền thôi, đúng không? Cho nên là cũng cảm ơn. Và Chí Cảnh cảm thấy là trời cao có mắt đó mọi người, trời cao có mắt ở hiền gặp lành đó mọi người ha.
Và sau tất cả thì chiếc cảnh vẫn ở đây, vẫn trụ được, vẫn vững vàng và không có bị một cái gì hết. Thật ra thì cái ngày hôm nay chiếc cảnh cũng suy nghĩ rất là nhiều trong cái việc mình có nên đi ra đón hay không. Đó là sự thật đó. Chiếc cảnh cân nhắc rất là nhiều luôn. Tại vì trước đó thì chiếc cảnh cũng cảm thấy rất là lo sợ, là sợ ảnh hưởng tới mấy chị. Nhưng mà chiếc cảnh nghĩ rằng là không có gì ảnh hưởng hết. Tại vì thật ra mấy chị có làm gì đâu, mấy chị là hoàn toàn không có một cái vấn đề gì hết. Cho nên là nếu như mà ai mà thấy chiếc cảnh ra mà đón á, mà vô mà post mấy chị hay là bêm mấy chị, là cái người đó là rất là vô duyên và rất là ngáo quyền lực, muốn thể hiện quyền lực mới bêm chị đi, mới bêm Hồng Loan. Còn cái chuyện mà chiếc cảnh là một fan hâm mộ hoặc là một kênh YouTube thì chiếc cảnh đi ra mà ủng hộ mấy chị, đón mấy chị thì mấy chị cũng vui vẻ, cũng cười là chuyện bình thường, đúng không? Chứ không lẽ bây giờ á, mấy chị quạo với chiếc cảnh, hay là mấy chị không ngó tới chiếc cảnh, hay là mấy chị đuổi chiếc cảnh, là như vậy là kỳ, đúng không? Dù cho mấy chị có không thích đi chăng nữa thì mấy chị cũng vui vẻ. Cho nên nếu như mà cái người nào mà thấy chị Ni với Hồng Loan mà vẫn cười với chiếc cảnh, vẫn vui với chiếc cảnh mà bên chị Ni và Hồng Loan, thì cái người đó nên xem lại mình là một cái người nhỏ mọn, một cái người ích kỷ. Bên chiếc cảnh thì ok, bêm đi, cứ bêm bình thường, cứ nói tôi nịnh tôi ơi đó, cứ bêm thẳng tôi. Còn chị Ni với Hồng Loan không có tội tình gì để bêm hết trơn á, và càng bêm thì càng bị mọi người vô chỉ trích thôi, đúng không? Cho nên là chiếc cảnh ra thì chiếc cảnh cũng là một kênh YouTube, cũng là một người hâm mộ đi ra mà đón mấy chị, ủng hộ tinh thần của mấy chị thôi, chứ mấy chị cũng đâu có lỗi gì đâu. Thì với một cái người hâm mộ mình đi ra ủng hộ thì mấy chị phải cười thôi, vì phép lịch sự phải cười, chứ không lẽ bây giờ làm gì bây giờ. Thêm nữa là chiếc cảnh cũng không có gây hại gì cho mấy chị, mọi người hiểu không? Ví dụ như trước đó chiếc cảnh quay xe, chiếc cảnh nói mấy chị quá trời luôn, mà tự dưng bây giờ chiếc cảnh đi ra, chiếc cảnh đón mà mấy chị vui vẻ, mấy chị thế này thế kia, thì mọi người nói là như vậy là không được. Còn cái này là chiếc cảnh trước giờ vẫn luôn ủng hộ bình thường, hiểu không? Cho nên mấy chị vui với chiếc cảnh, mấy chị cười với chiếc cảnh là chuyện bình thường mọi người. Cho nên là nếu như ai mà muốn bêm thì cứ bêm thẳng chiếc cảnh, đừng bêm mấy chị nha, tại vì mấy chị không có lỗi lầm gì hết, không có lỗi lầm gì hết. Tiếp theo thì chiếc cảnh cũng suy nghĩ tới cái việc mình có nên đi ra hay không. Thì chiếc cảnh nghĩ rằng là mình đi ra bình thường mà, mình đi ra trời ơi biết bao nhiêu kênh YouTube, thì chiếc cảnh đi ra chiếc cảnh thấy là mình đâu có làm cái gì mà sai đâu mà không ra, đúng không? Chiếc cảnh đi ra ủng hộ đón mấy chị, và cũng như là chiếc cảnh nãy giờ nói đó, là chiếc cảnh sẽ về quê và cái cơ hội để gặp mấy chị sẽ cực kỳ ít luôn á, có thể cũng rất là khó để mà gặp luôn mọi người. Cho nên chiếc cảnh cũng tranh thủ những cái dịp này nè, cái dịp mà về nước nè, rồi cái dịp diễn ở đâu tên ba miền, ở Bình Dương. Cái ngày 27 là ngày 27 là Tây Ninh, đúng không? Ngày 27 tháng 4 là ở Tây Ninh nha mọi người, ở Mỹ Phước 2. Không, Mỹ Phước 2 là Bình Dương là 30 tháng 4. Đúng rồi. Còn ở Tây Ninh là ở Hòa Thành, Hòa Thánh gì đó, đúng không? Giàu gì đó em rõ nữa. Ở Tây Ninh là hình như ở thành phố Tây Ninh đó, ở Tòa Thánh đó mọi người, ở gần Tòa Thánh. Chứ cảnh nhớ là như vậy á. Rồi là ngày 27 nha, ai ở Tây Ninh thì chuẩn bị tinh thần để gặp chiếc cảnh, chụp hình đồ này nọ đâu nha. Tây Ninh là một cái nơi mà chiếc cảnh đã sinh sống ở đó cũng rất là lâu rồi, cho nên là hy vọng gần sẽ gặp lại những cô chú anh chị ở Tây Ninh nha. Ngày 27 tháng 4 và tiếp tục là ngày 30 là sẽ có hai show, đúng không? Chạy hai show là ở sân khấu Trống Đồng. Chị Hồng Loan chạy ở Bình Dương, Mỹ Phước 2, Bình Dương trước, sau đó di chuyển về Trống Đồng là show cuối. À, là Mỹ Phước 2 là mấy giờ, có giờ chưa? 8 giờ là chị Hồng Loan diễn như đó. 8 giờ tối á hả? Đúng rồi. À là 8 giờ là sẽ hát ở Mỹ Phước nha mọi người, Mỹ Phước 2 là ở Bình Dương. Rồi sau đó là anh bầu xô tự chở Hồng Loan đi luôn. Anh Quy hả? Anh Quy đó. Anh Quy là chở đi xuống dưới, chở đi xuống Mỹ Phước, sau đó thì sẽ chở về Trống Đồng. Ê một chút nữa để anh liên hệ với cái chị mà bên Trống Đồng á, để anh đặt vé VIP. Vé VIP á. Tại vì hôm bữa anh cũng được giám đốc ở đó tặng cho hai vé VIP á. Một chút nữa chiếc cảnh sẽ liên hệ với người chị ở trong sân khấu Trống Đồng á mọi người, chỉ làm bên âm thanh ánh sáng á, cho nên là chiếc cảnh sẽ liên hệ để mà lấy vé ở Trống Đồng. Ở Trống Đồng có mở vé chưa? Chưa mở bán đúng không? À chưa mở bán, thì có gì chiếc cảnh sẽ đặt lịch trước để chiếc cảnh sẽ ngồi ở vị trí trung tâm nha mọi người. Chiếc cảnh là coi như là khách VIP á, chiếc cảnh là khách VIP, khách VIP chứ không phải là khách bình thường nha. Còn ở Mỹ Phước hả? Giá bán 100.000. Ai vô trước thì ngồi trước, ai ngồi sau ngồi sau. Chứ không có quy định gì hết hả? Không, không quy định. Đây là giá vé bán cho công nhân. À giá vé bán cho công nhân đúng không? Cho nên là nhưng mà có ghế ngồi không hay là có sao? Có ghế ngồi, được ngồi kiểu là sân khấu bậc cấp.
có ghế ngồi luôn mà cấp lên đó hả? Dạ đúng rồi. À rồi 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 Mỹ Phước nha mọi người. Mỹ Phước chắc là Chí Cảnh không đi quá, Chí Cảnh qua Trống Đồng cho xa rồi lắm, hả? Gần với mùa chú Năm. À xa vậy hả? Rồi như vậy là Mỹ Phước thì Chí Cảnh không đi nha mọi người nha. Mỹ Phước Chí Cảnh không có đi nhưng mà Chí Cảnh sẽ đi Trống Đồng nha mọi người. Tại vì Trống Đồng gần đây thì Chí Cảnh sẽ lên sân khấu Trống Đồng. Còn ở Mỹ Phước thì ai mà ở Bình Dương gì đó thì hãy qua đó ủng hộ nha. Còn ở Trống Đồng thì mọi người hãy tập trung để mà gặp gỡ nha mọi người. Nếu như mà Hồng Loan hát ở dưới 8 giờ thì chạy về trên đây khoảng mấy giờ? Là Hồng Loan chạy lại xuống cuối. Vì thế này là có tầm 10 giờ. 10 giờ hả? 10 giờ vậy khoảng 9 giờ mình ra là vừa. 9 giờ mình ra nha. 9 giờ nghe, hẹn mọi người 9 giờ ở sân khấu Trống Đồng nha mọi người. Còn cái ngày ở Tây Ninh thì Chí Cảnh sẽ đi rất là sớm. Tại vì Tây Ninh thì Chí Cảnh ở đó khá là lâu rồi, cho nên Chí Cảnh sẽ lên trên đó để mà gặp mọi người nha. Ai mà ở Tây Ninh thì nhớ là ngày đó đi ra nha mọi người, ngày 27 tháng 4 nha. Ngày 27 tháng 4 tại ở Hòa Thành hay gì á, ở Hòa Thành ở ngay cái hội thánh đó. Ủa cái gì ta, tòa thánh đó mọi người, tòa thánh Tây Ninh đó, Chí Cảnh nhớ là ở gần đó đó nha. Rồi sẵn mình có thể đi lên núi Ba Đen luôn. À vậy là cái ngày đó mình đi sớm gần, đi gần núi Ba Đen. 26 là em đi á. Ủa 26 em đi là em ở chợ luôn hả? Dạ, là 27 bắt đầu là 26 đi đó là review ở núi Ba Đen, sau đó là nhưng mà em đi với ai, đi gia đình hay đi với ai? Đi với ba đứa bạn em cũng tạm nha. À Tài với lại Nhân hả, là hẹn trước đi luôn hả? Mấy cái đó mình cắt. À, đi cáp treo đi cáp treo lên đỉnh á. Mấy cái mà em nói chuyện cắt nha. Hello mọi người nha, thì Chí Cảnh sẽ cố gắng cập nhật những cái show diễn đó và sẽ đi quay những cái show diễn đó cho mọi người xem, cho nên mọi người nhớ vào đăng ký kênh, đăng ký ủng hộ Chí Cảnh nha. Và lưu ý là mọi người ơi, nhớ là theo dõi cái fanpage trên Facebook của Chí Cảnh là Trịnh Chí Cảnh TV nha. Chí Cảnh đang rất là cần một cái lượng follow á để mà cho Chí Cảnh được nhiều người biết tới đó mọi người. Trịnh Chí Cảnh TV nha mọi người nha, nhớ giúp Chí Cảnh nha. Còn trên YouTube là Trịnh Chí Cảnh nha, còn trên Facebook là Trịnh Chí Cảnh TV. Mọi người ơi, nhớ xin giùm em, giúp em trong giai đoạn khó khăn này nha. Chí Cảnh cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Follow Facebook em luôn.